bạn thân mến, chúng ta lại gặp lại nhau với bài học ngày hôm nay. Và hôm nay thì các bạn hãy cùng với Nguyệt Ca tìm hiểu về loại câu đơn giản nhất trong tiếng Anh. Đó chính là câu đơn, hay còn gọi là simple sentences. Nghe cái tên thì có vẻ rất là dễ, nhưng không biết là có đúng thế không các bạn nhờ. Vậy các bạn muốn biết dễ hay không thì chúng ta sẽ cùng theo dõi bài học ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về các loại câu trong tiếng Anh. Trong quá trình học tiếng Anh thì các bạn sẽ thấy rằng thực ra tiếng Anh nó chỉ có 4 loại câu chính là simple sentence, câu đơn, compound sentence, câu ghép, complex sentence, câu phức, và compound complex sentences, hoặc có thể gọi là mixed sentences, đấy là câu phức tổng hợp. Trong đó thì câu đơn mà chúng ta sẽ học trong bài ngày hôm nay là loại câu cơ bản để hình thành nên các loại câu còn lại. Và chúng ta nói về định nghĩa câu đơn. Vậy thì câu đơn là gì? Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Câu đơn là câu mà chỉ có một mệnh đề chính, nghĩa là nó bao gồm một chủ ngữ và một động từ. Learning English is challenging. Và chúng ta thấy ở đây chủ ngữ chính là learning English và động từ là is. Tiếp theo, câu đơn không phải là câu ngắn mà nó chỉ thể hiện một ý duy nhất. Bởi vì thực ra có thể có những câu gọi là đơn nhưng mà xét về số lượng từ ở trong một câu thì nó lại khá là dài đấy. Nó không chứa một mệnh đề khác hay là một câu đơn khác. Ví dụ như we felt the disappointment of our friends at our early departure. Vậy thì trong câu này rõ ràng đây là một câu đơn, nhưng mà các bạn thấy số lượng từ cũng như là độ dài của từ thì nó không hề ít và không hề ngắn, đúng không nào? Về cấu trúc câu đơn thì sao? Như người ta đã định nghĩa ở trên thì câu đơn là câu mà chỉ có một mệnh đề chính. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là câu đơn chỉ được phép có một chủ ngữ và một động từ, mà cấu trúc câu đơn có thể rơi vào các trường hợp như sau. Trước hết là câu có một chủ ngữ và một động từ. You saved my life. You là chủ ngữ, save là động từ. Vậy chỉ có một chủ ngữ và một động từ thôi, đúng không nào? Và công thức ở đây chúng ta gọi là S cộng V. S là subject and V là verb. Tiếp theo là câu có hai hoặc nhiều chủ ngữ. Doing yoga and meditating can help you to release stress. Vậy thì đây chính là công thức S1, phẩy, S2, rồi đến verb. Tiếp nữa là câu có hai hoặc nhiều động từ. Our library opens from Monday to Saturday and closes on Sunday. Vậy chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là có một chủ ngữ là our library. Và động từ thứ nhất là opens. Và động từ thứ hai chính là closes. Vậy thì chúng ta sẽ có công thức là S, V1 and V2. Và câu có hai hoặc nhiều chủ ngữ và hai hoặc nhiều động từ. Lúc này câu sẽ phức tạp hơn rất nhiều rồi, đúng không nào? Old newspapers and used papers are pulped and recycled. Vậy chúng ta nhìn thấy hai chủ ngữ là gì? Old newspapers and used papers. Và hai động từ là pulped and recycled. Bên cạnh đó thì cấu trúc của câu đơn còn có thể phân tích theo một cách khác nữa cho các bạn dễ hiểu, là các bạn hãy theo dõi trên màn hình sau đây cùng với Nguyệt Ca. Cấu trúc thứ nhất, subject, verb, chủ ngữ, rồi đến động từ. The bus arrived. Cấu trúc thứ hai, subject, verb, object. Đó là chủ ngữ, động từ và sau động từ là một tân ngữ. We consumed a lot of food and drink. Cấu trúc thứ ba, subject, verb, adjective. Chủ ngữ, động từ, tính từ. The cooking instructions look amazing. Vậy từ đây chúng ta thấy rằng amazing chính là tính từ. The cooking instructions chính là chủ ngữ và look chính là động từ. 4. Subject, verb, adverb. Chủ ngữ, động từ và trạng từ bổ nghĩa cho động từ. She smiles cheerfully. Vậy she là chủ ngữ, smiles là động từ và cô ấy cười như thế nào? Cô ấy cười một cách vui vẻ. Thì cheerfully chính là trạng từ mà bổ nghĩa cho smiles. And 5. Subject, verb, noun. Chủ ngữ, động từ
và danh từ. Reading is a great resource. Vậy ta thấy reading là chủ ngữ. Is ở đây là động từ. Và sau is chính là resource, một danh từ. Chúng ta cũng sẽ bàn đến những ví dụ khác nữa. Những câu đơn như trong các ví dụ mà Nguyệt Ca vừa đưa ra cho các bạn thì đều rất dễ nhận ra bởi vì chủ ngữ và vị ngữ của chúng thì đều khá là ngắn gọn và dễ hiểu đúng không nào? Tuy nhiên như Nguyệt Ca đã nhấn mạnh với các bạn từ đầu thì câu đơn không nhất định phải là câu ngắn. Nó có thể là một câu dài nhưng miễn là nó chỉ thể hiện một ý chính các bạn nhớ nhé. Và đây chính là một số ví dụ. 1. My best friend in the whole world is coming over to my house to visit me this afternoon. 2. Three beautiful little kittens looked up at me from inside a box of old clothes. 3. At the stroke of midnight, the carriage turned into a huge orange pumpkin. 4. A really friendly old man with long white whiskers lives in the apartment above my aunt's and uncle's apartment. 5. Several of her favorite romantic love songs were playing on the radio that afternoon in the park. Như vậy là Nguyệt Ca vừa mới giới thiệu với các bạn về loại câu đầu tiên trong tiếng Anh, đó chính là câu đơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập ứng dụng để xem các bạn thực sự hiểu bài chưa nhé. Các bạn hãy đọc những câu sau và quyết định xem những câu nào là câu đơn. Chúng ta vừa xem 10 câu ở trên màn hình. Và bây giờ thì các bạn đã có quyết định của mình chưa? Các bạn hãy theo dõi trên màn hình để so sánh với câu trả lời của Nguyệt Ca nhé. Câu đơn chính là các câu 1, 2, 3, 6, 7 và 10. Bởi vì các câu này chỉ gồm một mệnh đề chính và các câu chỉ diễn tả một ý thôi các bạn nhé. Và bây giờ các bạn hãy nhìn lên màn hình và theo dõi các chỉ dẫn đâu là chủ ngữ, đâu là động từ. Để hiểu rằng là các câu vừa rồi là câu đơn bởi vì nó chỉ diễn tả một ý thôi. Và nó nằm hoàn toàn trong một mệnh đề. Như vậy thì qua phần lý thuyết mà Nguyệt Ca vừa giới thiệu, các bạn đã thấy câu đơn là một loại câu rất là đơn giản. Tuy vậy thì nó cũng không hề đơn giản khi mà viết ra, đúng không nào? Chúng ta cũng không nên chủ quan với câu đơn, bởi vì nếu không nắm chắc được kiến thức về câu đơn thì các bạn sẽ không thể học được các dạng câu kép và câu phức ở trong các bài học tiếp theo đâu. Vì vậy các bạn hãy ôn tập lại định nghĩa cũng như là cấu trúc của câu đơn theo những cái form mẫu mà Nguyệt Ca đưa ra ở trên. Đồng thời chúng ta cũng đừng quên làm các bài tập thực hành nhé. Nguyệt Ca xin chào các bạn và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những bài học sau. Goodbye and see ya.